sau loạt clip lên về cái chương trình mà Ecomart được độc quyền bán với cái mã hàng LED lền Fourier tần số quét 144Hz của TCL C745 bán với giá nhỉnh 14 triệu thôi. Ngoài những bác đã đặt được TV ở trên toàn quốc rồi thì clip này em còn hướng dẫn cho các bác nào mà những đang có ý định mua cái sản phẩm này cách thức để có thể kiểm tra tại nhà, những băn khoăn liên quan tới cái việc kiểm tra ngày tháng sản xuất, số series trực tiếp ở trên TV để làm sao để mà chắc chắn là mua được sản phẩm ngon, giá rẻ mà lại đảm bảo hài lòng và an tâm. Trong loạt các clip vừa rồi có cập nhật giá của C745 để các bác xem, các bác nắm bắt cái thời cơ để có thể là sở hữu. Nhiều bác đã mua được hàng rồi và hôm nay thì có bác sau khi mà nhận hàng tại nhà thì có gọi điện yêu cầu là hướng dẫn cách có thể là kiểm tra ngày tháng sản xuất của chiếc TV này. Tức là bác bảo là bây giờ in trên thân vỏ, vỏ thùng thì tôi không có tin. Tôi muốn là anh hướng dẫn tôi kiểm tra trực tiếp ở trên TV. Tôi nhận TV thì tôi cảm thấy là đã là mới rồi nhưng muốn đảm bảo là có thể hướng dẫn kiểm tra cái ngày tháng sản xuất ở bên trong của TV, sử dụng điều khiển thì làm như thế nào. Cái việc mà bỏ ra khoảng nhỉnh 14 triệu để sở hữu được một sản phẩm có công nghệ LED lền toàn giải, có tần số quét tới 144Hz, thiết kế khung viền kim loại cũng như là nó có cấu hình, có chip xử lý vô cùng mạnh. Với cái phân khúc này hiện tại thì Ecomart đang có chương trình độc quyền. Hiện tại thì không có cái đơn vị nào có giá bán tốt như bên em cả. 65 C745 bán với giá nhỉnh 14 triệu. Hiện tại chiếc TV 55 inch, bình thường các bác quay có sẽ thấy em đã ở đây một chiếc 55 inch C745 nữa. Nhưng mã này thì hiện tại đang cháy hàng với kích thước đó. Còn đó bán với giá một thời gian bán với giá 11.890 thì cháy hàng, hiện tại thì nếu còn thì cũng đang bán với giá 13.830 nhé. Giá thì bên em có cập nhật trực tiếp ở trên website rồi. Và hiện tại chỉ còn 65 inch để phục vụ các bác. Và cái việc mà các bác hỏi về cái vấn đề kiểm tra ngày tháng sản xuất ở bên trong TV ấy, thì thực tế là trên thị trường, ngay ở các bác tìm trên YouTube mà các bác tìm những video hướng dẫn ấy, thì cũng chỉ có bên em hướng dẫn thôi. Nhưng mà để chi tiết về cái mã hàng với cái giao diện mới này, về cái hệ điều hành mới ở trên con C745, hệ điều hành Android 11 cao cấp này, thì đây sẽ là video đầu tiên hướng dẫn các bác cách để có thể kiểm tra. Cái việc mà giao hàng về tận nhà, các bác nhận hàng mới nguyên hộp, nguyên thùng là cam kết của bên em rồi. Nếu mà các bác nhận hàng mà kiểm tra không phải mới nguyên nhá, và TV đã kích hoạt bảo hành rồi thì em sẽ đền cho các bác một cái TV khác với cái mã hàng C745 này. Và thông báo với các bác là bên em độc quyền cái mã này nên sẽ không có ở đơn vị nào còn hàng để có thể bán cho các bác với giá nhỉnh 14 triệu mà hàng mới nguyên, chưa kích hoạt bảo hành chính hãng tại nhà trên toàn quốc trong 2 năm cả. Sản phẩm này thì có rất là nhiều các tiêu chí để mà so sánh tìm một chiếc TV cùng phân khúc với nó ở trên thị trường của các hãng khác ấy, như của Sony là X90 này, như của Samsung là Q80 hay các dòng Lalo 86 của LG, thì giá hiện tại nó đang bán với kích thước màn hình 65 inch này sẽ là từ 22.600.000 đối với con Samsung Q80 này. Đối với thằng Sony X90 thì hiện tại đang bán với giá nhỉnh 28 triệu. Để mà tìm nhỉnh 14 ấy thì sẽ không có con nào ngon, cấu hình cao, chip khỏe như cái mã hàng này được. Cái chip này thì là chip IPQ thế hệ thứ 3. Và con này thì có bộ nhớ cũng như có phần cứng khá là tốt, rất là mạnh. Các bác phải hình dung là cái phần cứng chính là con chip rồi, cái xử lý của nó thì nó mới đảm bảo được là cái quá trình mà mọi người dùng các ứng dụng hay là truy cập các chương trình, hay đơn thuần là tải ứng dụng hay là truy cập vào trình web để xem phim, xem bóng đá, xem thể thao ấy, thì phải trên những mã hàng này nó mới đáp ứng được cái tiêu chí mượt mà, những cái trải nghiệm cơ bản và hàng ngày các bác sử dụng. Và ngay lập tức cái nội dung hôm nay em quay để hướng dẫn các bác ấy, bình thường thì các bác có thể kiểm tra ngay số series ở trên thân vỏ của TV ở bên sườn rồi. Nhưng nhiều bác bảo là tôi không có tin, bởi vì cái đó thì các bác hình dung là nhiều bác bảo cho rằng là cái vỏ đó có thể thay, cái vỏ đó thì có thể dán ấy. Thì mọi người chỉ cần truy cập vào phần cài đặt, bất cứ chiếc TV nào của TCL trong năm 2023 đều có thể thực hiện như vậy. Để em chứng minh nhá. Đầu tiên là sẽ là một chiếc TV rẻ tiền đi. Con này là 65P638 đang bán với giá nhỉnh 10 triệu một chút. Thì đằng sau lưng của TV nó sẽ có một cái tem trắng. Đấy,
Con TCL là cũng sẽ có mấy tem dài, tem trắng như vậy. Và trên này cũng có ngày tháng sản xuất ở cái số đầu tiên của dãy series nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, 2307 đúng không ạ? Và trên cái mã hàng này, đấy, các bạn truy cập vào phần ứng dụng. Cái giao diện này thì trên con nào cũng thế thôi. Nó chạy Google TV thì các bác sẽ truy cập. Đấy, các bác vào hệ thống này. Đấy, các bác vào giới thiệu này. Trong mục giới thiệu này sẽ có mục gọi là gì? Thông tin sản phẩm. Đây các bác nhìn này. Đấy, số series thông tin sản phẩm 2307. Tức là tháng 7 năm 2023 đúng không ạ? Tiếp tục là con C745 này. Đấy, tất cả những sản phẩm BM bán thì nó đều là mới nhất của 2023. Những mã C745 này là mã thay thế cho con C735 của 2022. Và để kiểm tra nhé thì các bác vào hệ thống này. Đấy, các bác vào giới thiệu này. Trong mục giới thiệu thì sẽ có mục là thông tin sản phẩm. Đây các bác nhìn này. Các bác nhìn thấy không ạ? 2303. Tức là sản xuất vào tháng 3 của năm 2023 nhé. Thì cái việc mà em hướng dẫn cho các bác mua kiểm tra tại nhà như vậy thì đây là một bước quan trọng để các bác chắc chắn và an tâm là các bác mua được TV sản xuất trong năm 2023. Chứ cái mẫu này thì nó ra mắt là từ tháng 3, tháng 4 của 2023 thì sẽ không có hàng của năm 2022 đâu. Nhưng nếu mà các bác mua những mẫu khác của TCL thì có thể sử dụng cách thức này để có thể kiểm tra. Chả như bên cạnh là một mã P745, trên là một mã P638 thì em lại tiếp tục kiểm tra con P638 này nhá. P638 này là sản xuất ra mắt năm 2022. Và hiện tại với cái mã hàng này thì mọi người thử xem là nó sản xuất năm nào nhá. BM bán thì chỉ có hàng mới thôi, không có bán hàng cũ. Đấy, di chuyển vào giới thiệu, kéo xuống dưới vào thông tin sản phẩm này. Tại đây thì mọi người sẽ nhìn này. Đây, 2303 VVL này, sản xuất tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2023. Đây chính là phiên bản TVOS này. Thì cái việc mà các bác kiểm tra, các bác chắc chắn là sản phẩm của các bác mua là mới, thì đây sẽ là cái thông tin quan trọng để các bác an tâm. Các bác bỏ tiền ra mua được sản phẩm ngon và giá tốt. Còn tất cả các chính sách bảo hành tại nhà thì có bất cứ vấn đề gì các bác không hiểu, BM luôn sẵn sàng tiếp nhận và hỗ trợ, giải thích và luôn nào lúc nào cũng trực hotline để có thể trả lời câu hỏi của các bác. Mọi thông tin thì các bác gọi về hotline 0974178586 hoặc truy cập website Ecomart để BM hỗ trợ nhé. Tại sao con C745 này được chọn nhiều ấy thì các bác có thể xem những cái video trước em quay. Ngoài khung viền kim loại, LED lần Full Array cao cấp, tần số quét cao nhất hiện tại 144Hz, chạy hệ điều hành Android 11, chế độ tìm kiếm giọng nói rảnh tay với chip xử lý mạnh mẽ nhất trong năm 2023 AIPQ. Nó còn có thể trình chiếu nội dung từ iPhone, từ laptop, từ máy tính để bàn nên không cần cắm dây. Và cái việc mà các bác lựa chọn một chiếc TV với công nghệ LED lần ấy, ngoài đảm bảo cái màu sắc, cái độ sáng, độ tương phản các bác xem nó chất lượng ra thì độ bền nó còn vượt trội hoàn toàn nữa. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi clip này nhá. Làm đúng theo như em hướng dẫn thì chắc chắn là các bác sẽ kiểm tra được TV của các bác là sản xuất ngày tháng năm nào, có mới hay không. Cảm ơn mọi người.